Chào bạn, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho bạn sử dụng cái app Piano App để chỉnh con RB107 này. Thì đầu tiên các bạn phải tải cái app này về. Cái app này có tên là Piano App. Mình sẽ để đường link ở dưới. Đây là cái app như thế này, app này. Mình có thể lên CH Play hoặc là thằng App Store mình đều có thể tải được. Thì đầu tiên mình sẽ mở ra. Nó sẽ có những cái điều kiện á, nên là các bạn cứ chấp nhận giùm mình nha. Đầu tiên quên nữa, đầu tiên thì mình phải bật mạng và Bluetooth bật lên sẵn. Thì chúng ta sẽ vào Piano App đây. Thì vô đây thì nó có sẽ có những cái đồng ý hoặc không đồng ý này kia mình đã bỏ qua hết rồi. Các bạn có thể tạo account để chúng ta sau này chúng ta chuyển qua những cái điện thoại khác thì nó có để lưu trữ lại được. Thì đầu tiên để kết nối mặc định của thằng này á, nó là đã bật sẵn Bluetooth rồi. Nó đã bật sẵn Bluetooth rồi nên là chúng ta chỉ cần thao tác trên những cái điện thoại iPhone, iPad này kia thì nó rất dễ dàng. Với Android thì đôi khi nó sẽ xảy ra những cái xung đột, ta không thể kết nối được nha. Cái này mình nói trước nha. Còn để kết nối được thì bắt buộc các bạn phải reset lại cái điện thoại là chắc chắn nó sẽ kết nối được. Còn các bạn xài lâu quá, tại vì trong nó xung đột á nên là nó không kết nối, nó không nhận dạng được. Mặc dù cái Bluetooth mình nó nhận dạng nhưng mà cái vô cái app này nó không nhận dạng. Đối với iPhone với iPad thì nó ok. Thì đầu tiên chúng ta để kết nối thì đây nó có sẽ là connect này. Nó có tiêu mục, nó có nhiều mục nha. Để connect thì chúng ta bấm vào connect và connect piano này. Connect piano để nó tự động tất cả những quá trình này, nó tự động nó dò, nó tìm kiếm cái Bluetooth của cái đàn. Đây nó có RB Mini nè. Chúng ta bấm vào chờ một tí để nó lót dữ liệu, nó hỏi bạn có kết nối không. Đây là những cái thao tác đầu tiên nha. Sau này thì các bạn bấm vô là nó sẽ kết nối thôi. Các bạn chờ một tí để nó lót cái server. Khi nó lót xong á thì trên cái đàn này là cái Bluetooth nó sẽ hiện màu xanh nha. Thì khi đã kết nối xong thì nó sẽ hiện là Comnet RB107 nè. Thì cái chức năng đầu tiên Piano Setting á thì chúng ta sẽ có những cái mục như thế này. Các bạn cũng không quan trọng lắm đâu. Master tức là cái volume chúng ta chỉnh ở đây thì trên đây nó cũng sẽ sáng đèn luôn. Thì hôm trước mình có chỉ các bạn cái keyboard á, tức là mức độ nặng nhẹ của bàn phím á. Thì mình có thể chỉnh ở trên đây. Còn cái master thì các bạn đừng có đụng vào nha, cái 35 tức là mức độ sáng tối của cái phím, cái màu âm thanh á. Thằng keyboard chainboard này tức là nâng giảm tông nè. Cái này mình đã chỉ cho các bạn chỉnh trên bàn phím rồi. Son chainboard là chỉnh cái tông của cái bài nhạc nha. Mấy phần này thì các bạn cũng không cần quan tâm nhiều. Thêm một cái lưu ý là nếu các bạn chơi cái cây đàn RB102 này á mà các bạn muốn chơi trong show á, các bạn tắt cái headphone 3D đi. Thì âm thanh nó sẽ nghe nó ok hơn, còn nó có headphone 3D lên nó lên lo nó nghe ồ lắm. Chức năng tiếp theo là metronome. Metronome là cái máy đếm nhịp thôi. Thì mình có thể chỉnh cái tốc độ nó bằng cái kéo đây, bình thường thôi. Kéo bình thường metronome. Và tiếp tục là thằng Valerie gì này, rất là cái những bài nhạc có sẵn. Ở đây có nhiều cái chế độ nhạc này. Mình tùy giờ mình thích cái bài nào mình nghe thôi. Ở đây là những cái thể loại âm nhạc classic, piano dễ của trẻ em hoặc là cái này kia. Còn đây là những cái tác giả, bạn thích tác giả nào thì bạn có bấm vào để các bạn nghe. Nghe bằng cách là chúng ta bấm vào chúng ta nghe thôi, bình thường thôi, giống như chúng ta phát một cái bài nhạc thôi. Đây nó lót thì nó hơi lắc một tí. Chúng ta phát thôi. Nó rất là bình thường. Rồi bây giờ chúng ta ra và tiếp tục để có những chức năng khác. Cái phần accord này. Accord là cái giai điệu, những cái style, giống như cái đàn organ nhé. Những cái điệu thì chúng ta sẽ chơi bằng bấm vào star là sẽ phát enjoy adding. Còn để chọn những cái điệu thì chúng ta bấm vào style. Đây nó có sẽ chúng ta tầm khoảng 20-21 cái điệu á, chúng ta có thể dọc chạch. Thì cái này các bạn cứ ấy đi, các bạn cứ thoải mái khám phá, nó sẽ không có hư đâu, các bạn đừng sợ. Các bạn chọn cái điệu xong các bạn ra, các bạn bấm star để cho nó chạy, cứ chơi bình thường. Nó giống như một cái cây ọt thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ ra, chúng ta sẽ chỉnh tiếng nha. Tiếng thì chúng ta phải vào piano setting. Piano setting đi ra nãy thôi, nhưng mà nó có hai mục, hồi nãy là setting, bây giờ là tone. Tone là cái tiếng. Nó rất là nhiều, tầm khoảng hơn 100 á.
các bạn cứ chọn thoải mái. Nãy là run Pino, giờ mình sẽ thử một cái tiếng Pino điện nè. Để chỉnh tiếng. Thì về cái chức năng chỉnh tiếng này thì nó có sẽ có bốn cái chức năng, tức là chỉnh cái tiếng đơn là sing à. Còn split tức là chia hai bàn phím chia hai cái bàn phím ra thì chúng ta sẽ được giảm, bên đây là tiếng khác, bên đây là tiếng khác, kiểu như vậy, hai bàn phím. Cái chức năng đúp tức là hai tiếng này nó chồng lại với nhau ha. Các bạn nghe tiếng piano tiếng sting này. Còn cái chức năng này là chức năng chia cái bàn phím ra làm hai để cho hai người chơi. Đơn giản vậy thôi. Đó, hầu như là cái app này đã xong rồi. Đó là tất cả những cái chức năng của cái app này rồi. Rồi nếu mà các bạn xem mà các bạn có vấn đề nào chưa hiểu các bạn cứ comment dưới cái video nha. Mình sẽ hỗ trợ cho bạn cái app này nếu các bạn cần mình hỗ trợ nha. Nếu các bạn nào mà có quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, muốn GB107 muốn tham khảo hoặc muốn trải nghiệm hoặc là muốn mua cái dòng sản phẩm này á, thì các bạn tới số 69 đường Trần Đình Nghĩ, phường 7, Gò Vấp, Viettel Music. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Chào bạn.